31. Bây giờ mình quay cái giá một tô bên này, bên này quay. Rồi đâu cho giá mũi. Rồi. Đẹp lắm, cảm ơn em nha. Đây là dáng mũi của khách hàng trước khi phẫu thuật thẩm mỹ nha. Đây là trước khi mà phẫu thuật đây. Nhìn như hai người khác nhau luôn và nha. Và sau khi nâng lên đây. Cả nhà thấy đẹp không? Đây. Cả nhà thấy dáng mũi này như nào nào cho ý kiến nha. Đây là hình trước nè. Đây, trước cho em gửi hình trước đi em. Đây là hình ảnh trước khi mà phẫu thuật đây. Đây. Và rất là đầu mũi to nha cả nhà, đầu mũi ban đầu bị to nha. Đó, cánh mũi bè, cả nhà thấy không? Có ai có tình trạng mũi giống mũi bé này không? Nhưng mà sau khi mà làm lên á, mình đã thu gọn cái đầu mũi cho khách hàng. Bên mình là làm những mũi cấu trúc lờ lai dùng bằng sụn tai tự thân. Sau khi nâng lên thì được cái kết quả rất là đẹp luôn. Đây, kết quả rất là đẹp và thành công luôn nha cả nhà. Đây là mũi cũ của khách đây. Và đây là mũi sau khi mà làm ra đây. Rất là đẹp luôn, rất là thẳng nữa. Rồi bây giờ mình cho khách hàng ngồi dậy chút xíu nha. Rồi bây giờ Nguyễn Phương, wow đẹp quá, cảm ơn Nguyễn Phương nha. Đây là dáng mũi quay ngang của khách hàng từ bên này qua đây. Đây, nhìn rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đây, cao và tự nhiên em quay người hẳn ở bên này luôn nha. Đó. Đây là cái dáng mũi mà nhìn trên xuống đây. Xuất sắc, cho em xem hình trước sau vậy mới biết kết quả nè. Đây, cái hình trước đây. Đây. Đẹp lên rất nhiều, quá thành công. Cảm ơn cả nhà nha. Đây, quay từ bên này qua đây nha cả nhà. Hình như không phải một người luôn đó, là một người em ạ. Tại một người đó. Đây, nhìn rất là đẹp luôn. Cho chị coi gương chưa? Mình coi gương đi. Tane Trâm đẹp quá, nhìn tự nhiên quá. Cảm ơn Tane Trâm nha. Đây. Sưng ít thôi, của em cũng sưng ít. Của nhiều người bầm tím, của em không có bầm tím gì hết luôn. Trương Hồ Kỳ Phương, nhìn mặt làm mũi, nhìn mặt lên trẻ ra hẳn anh ơi. Đúng rồi, trẻ ra rất là nhiều. Đây. Em cảm trước thì mũi khách hàng này em thô, đồng mũi to và hết nha. Đây, khi làm lại được đẹp quá, cảm ơn em nha. Có nhiều bạn tiếng Tài anh không biết tên nha. Phan Liên đẹp quá, cảm ơn Phan Liên nha. Chia sẻ livestream nha Phan Liên. Cả nhà ơi, cả nhà ơi, ai đang theo dõi livestream thì chia sẻ livestream nha. Môn phải không? Bình. Rồi, khỏe chưa? Đỡ chưa? Rồi. Đây là cái dáng mũi quay ngang đây. Cao mà tự nhiên thôi nha cả nhà, không bị cao quá nha. Đẹp quá anh ơi, xuất sắc quá. Cảm ơn Trang Nguyễn nha. Hẹn gặp Trang Nguyễn vào ngày mai nha Trang Nguyễn. Đây là cái dáng mũi quay ngang của khách đây. Nhìn rất là đẹp và rất là tự nhiên. Đẹp quá anh ơi, cảm ơn em. Ai đang theo dõi livestream thì làm theo hướng dẫn để ưu đãi làm đẹp nha. Em quay qua bên này. Đây, dáng mũi quay từ bên này qua đây. Cả nhà thấy thế nào, xuất sắc chưa? Nguyễn Kiều Anh đẹp tự nhiên luôn. Cảm ơn Nguyễn Kiều Anh nha. Thì cho dù bận rộn cỡ nào thì mỗi ngày mình cũng phải tranh thủ quay livestream cho cả nhà xem những cái dáng mũi mới, những cái form mũi đẹp của khách hàng để cho cả nhà có động lực để làm đẹp. Có nhiều người làm đẹp mà sợ đau, sợ không đẹp hoặc là sợ rất là nhiều lý do. Nhưng mà sau khi mà coi những cái livestream thực tế của mình quay lên khách hàng thì nhiều người rất là thích, nhiều người rất là muốn làm, có động lực để mọi người làm đó nha. Mũi mình là mũi mới hay mũi sẽ lời chị? Mũi mới, đúng rồi. Dáng mũi này là mũi cấu trúc mới, lờ lai cao tay, giá là 35 triệu đồng nha em. Chào Tuấn Lâm nha. Đi làm chưa? Đi làm chưa? Ngày mốt đi làm không? Đi làm bình thường rồi nha. Rồi đủ 10 ngày qua đây tháo đẹp nha. Chào Salon Hot Đinh nha, lâu đến thứ 6 đến em tháo ra quá. Cảm ơn bạn xin gái Barry nha. Ráng đợi thêm đủ ngày hả tháo ra nha em. Được 10 ngày là tháo là ok nhất nha cả nhà. Rồi nhìn chính diện đây, nhìn chính diện đây. Khách hàng chính diện này thẳng băng luôn nha cả nhà. Thấy không? Đầu mũi rất là vừa phải, không dài quá nha. Trúc Phương đẹp quá anh ơi, cảm ơn Trúc Phương nha. Đó, cái này là quay người thật tuyệt thật luôn, thực tế luôn, đẹp quá, cảm ơn em nha. Rất là nhiều lời khen dành cho em luôn á. Đẹp quá anh ơi, cảm ơn em nè. Ai lộ tình, Đỗ Tú Trinh đẹp quá, cảm ơn Đỗ Tú Trinh nha. Ai đang muốn làm đẹp thì vui lòng đặt lịch làm từ ngày hôm nay để có lịch làm nha. Buổi sáng tại thẩm mỹ viện cũng khá là đông luôn, nên là mọi người tranh thủ nha. Rồi mình nằm xuống để khách chỉ ha. Bây giờ khách hàng sẽ nằm xuống và cắt chỉ nha. Mình sẽ quay cho cả nhà xem cắt chỉ có đau hay không nha cả nhà. Đây là dáng mũi quay từ trên xuống, từ dưới lên trên này. Cao, tự nhiên, vừa phải, rất là đẹp luôn nha.
khác ăn hả? Mỹ hay là gì? Đẹp quá bác sĩ, cảm ơn em nha. Thích quá, đẹp quá anh ơi, cảm ơn em nha. Rất là nhiều lời khen ngợi dành cho khách hàng này luôn. Có nhiều người chỉ cần thích cái dáng mũi như thế này thôi, không cao quá, vừa phải thôi nha cả nhà. Đây là mọi người cứ tham khảo, ai mà thích cái dáng mũi này thì mình hình nghĩ ra cho mình nha. Mũi em sửa rồi, bây giờ sửa lại là bao nhiêu? Là 45 triệu đồng nha em. Trụ mũi rất là thẳng luôn nha cả đây, nhà. Đây mũi cái sống mũi nha, rất là thẳng nha. Hai lòng mũi đều nha, kính nha, hình hạt chanh nha. Duy, Thúy Duy, đúng rồi, cao tay đẹp lắm em ạ. À, chào Tướng Lâm nha, càng nhìn càng đẹp, rất đẹp, nhìn mê luôn. Bác sĩ cảm ơn em nha. Mũi này gọi là mũi xuất sắc luôn nha cả nhà. Bây giờ khách hàng sẽ cách chị nha mọi người. Chào Đỗ Quyên nha, đẹp quá bác sĩ ơi, bác sĩ cảm ơn em nha. Mấy ngày rồi? À, mọi người ơi, mọi người có ai thích cái dáng mũi này thì chụp màn hình lại và gửi về cho bác sĩ nha. Bác sĩ sẽ làm cái dáng mũi này cho các bạn nha. Mũi bị viêm sửa bình thường được không anh? Mũi bị viêm là viêm như thế nào em? Viêm xoang hay là viêm như thế nào? Hay là viêm mũi dị ứng hay viêm như thế nào? Nói cho anh biết nào. Có. Thì mọi người ơi, mọi người có hỏi nào thắc mắc nào thì cứ comment vào đây nha. Mình sẽ tư vấn trực tiếp tại cái live stream này nha. Hoặc có thể inbox vào trang fanpage của bác sĩ. Bác sĩ sẽ tư vấn trực tiếp và đặt lịch cho các bạn nha. Đẹp quá, cảm ơn Cẩm Nhung nha. Thì mũi của vị khách hàng này lúc trước là đầu mũi to và thô, và khi làm lại là cao và thanh như thế này nha. Đây với mũi 45 triệu đồng nha, mũi sửa lại nha. Còn mũi mới là 35 triệu đồng nha. Mũi mới 10 ngày như vậy là nó đẹp lắm rồi nha cả nhà. Mình thì tầm 1 tháng nữa thì mũi nó sẽ gom lại ha. Đây, sống mũi rất là thẳng ha. Chào Nguyễn Nhàn nha, đẹp tuyệt vời bác sĩ ơi. Bác sĩ cảm ơn em nha. Rất là nhiều người dành lời khen cho cái chiếc mũi này nha. Chào anh Tuấn, đẹp quá, bác sĩ cảm ơn em nha. Thì mọi người ơi, mọi người hãy share cái live stream này giúp bác sĩ sẽ tặng những cái khuyến mãi khi mà làm đẹp tại thẩm mỹ viện của bác nha. Thì mà khi chúng ta share chào em Cẩm Nhung nha, em chia sẻ rồi, em định làm mí mắt nè. Thì em ơi, em hãy share cái livestream này và chụp cái màn hình lại nha. Chị sẽ căn cứ vào đó và giảm giá cho em nha. Chào nữ nhân, Hạnh đẹp quá, cảm ơn em nha. Hạnh đẹp quá, đẹp không, nhìn không ra luôn nha.
mọi người ơi, mọi người có câu hỏi thắc mắc nào thì cứ comment vào đây nha. Mình sẽ tư vấn trực tiếp tại cái livestream này nha. Đây là mũi cấu trúc lờ lai cao tay sửa lại lần thứ 2, đã được 10 ngày rồi. À, nữ nhân nhìn tay quá. Đúng rồi, rất là tay. Mũi của vị khách hàng này lúc trước là đầu mũi hơi to và thô, sống mũi cũng vừa, và khi nâng lại là tay như thế này nha. Thì bên cạnh đó có một cái độ võng nhẹ tại mắt ha. Đây là cái độ cong võng nhẹ, nhìn rất là tay và tự nhiên ha. Nhìn là biết phơm mũi của bác sĩ Khải nha. Đây là quá trình cắt chỉ nha. Đây là cái dáng mũi quay từ bên trên xuống. Đầu mũi tròn đầy, đầu mũi kính hình hạt chanh nha. Chào Nancy Robinson nha, làm có đau không vậy anh? Câu trả lời này là không nha em. Quá bác sĩ, cảm ơn em nha. Mũi này là rất là đẹp nha. Nếu có câu hỏi thắc mắc nào mọi người cứ comment vào đây nha. Mình sẽ tư vấn trực tiếp tại cái livestream này nha. Em lo sợ quá, làm một lúc đến 3 cái. Chào nô Robinson. Thì em ơi, thì bên bác có phương pháp truyền giảm đau nha em, thì sẽ không đau nha. Mũi này được bao nhiêu ngày rồi? Mũi này là được 10 ngày rồi em. Mũi này là được 10 ngày rồi, mới chứ 10 ngày mà nó đã đẹp như thế này rồi nha. Đây, đây là người thật việc thật nha. Đây, đây là quá trình cắt chỉ ha. Bác sĩ cảm ơn Nancy Robinson nha. Thì hẹn gặp em nha. Em đã đặt lịch chưa em? Thì mọi người ơi, mọi người hãy share cái livestream này giúp bác sĩ nha. Bác sĩ sẽ căn cứ vào đó và giảm giá, khuyến mãi cũng như là khuyến mãi cho các bạn đến làm đẹp tại thẩm mỹ viện của bác sĩ nha. Quá đẹp, cảm ơn Nancy Robinson nha. Thì hy vọng sau này em cũng sẽ đẹp như thế nha. Thì mọi người ơi, thì sáng sớm nào tại phòng thay băng cắt chỉ của bác sĩ Khải cũng rất là đông khách hàng. Thì mũi ai cũng đẹp, làm dịch vụ gì cũng đẹp hết. Không chỉ là riêng khách hàng này nha, rất là đông ha. Thì ngày nào cũng có chiếc mũi đẹp hết. Thì mình cứ rảnh lên giờ nào có khách là mình like giờ đó ha. Cắt cho kỹ dùm em nhé.
Mũi này là bằng sụn tai phải không bác sĩ? Đúng rồi em, mũi này mũi cấu trúc sữa lợi dùng sụn tai bọc cái đầu mũi mình nha em. Thì nếu như là mũi mới, là mũi cấu trúc mới là giá là 35 triệu đồng. Còn mũi này là mũi sửa lại lần thứ hai. Lúc trước sửa thẩm mỹ viện khác không ưng cho nên là sửa lại nha. Giá là 45 triệu đồng nha. Thì giá của dịch vụ mũi bên bác sĩ là dao động từ 15 đến 45 triệu tùy thuộc vào cái mong muốn và cái tình trạng mũi của mình. Mà khi đến tư vấn hoặc là inbox qua trang fanpage của bác sĩ sẽ coi hình và lựa chọn cái phương pháp cũng như là cái dáng mũi phù hợp nhất đối với cái khuôn mặt chúng ta, phù hợp theo cái tỷ lệ khuôn mặt cho phù hợp. Phạm Lê Hồng Thắm, em sẽ sắp xếp thời gian lên gặp bác sĩ tư vấn do mũi em bé và thấp. Chào em nha, thì em inbox trực tiếp, bây giờ em inbox trực tiếp vào trang fanpage của bác sĩ nha. Thì em gửi một hai tấm hình, một tấm góc thẳng, một tấm nghiêng bằng camera thường. Bác sĩ sẽ tư vấn trực tiếp kỹ, rất là kỹ và đặt lịch cho em nha. Thì em phải cần một cái lịch tư vấn trước khi em đến nha. Thì mũi em bé và thấp, thì như vậy thì bác sĩ khuyên em nên là dùng khi mà sửa là phương pháp bằng phương pháp cấu trúc thì sẽ giúp nâng cao tối đa sống của em đó, và giúp đẩy dài cái đầu mũi cũng như là làm cái mũi em đẹp hơn ha. Thì cái phương pháp cấu trúc là cái phương pháp tốt nhất hiện nay nha. Dạ em cảm ơn, ok thì hẹn gặp em nha. Nếu mà chưa đặt lịch thì em hãy đặt lịch ngay hôm nay để có một cái lịch tư vấn nha em. Đây là quá trình cắt chỉ đây. Cắt đi. Có bé ngói nè. Thì cơ địa của khách hàng này khá là lành ha, làm không sưng không mầm gì hết. Bác sĩ rất là mát tay ha. Chào bác sĩ chào Linda Trang nha. Thì em ơi, em có câu hỏi nào thắc mắc nào thì cứ comment vào đây nha Linda Trang. Bác sĩ sẽ tư vấn tại cái live stream này nha. Về tất cả các dịch vụ làm đẹp cũng như là nâng mũi, thích mí, độn càm, các môi trái tim, nâng ngực nha. Chào bác sĩ, em tên Phương, bác sĩ chào em nha. Em có câu hỏi nào thắc mắc không? Cứ comment vào đây nha, bác sĩ sẽ trả lời trực tiếp tại cái live stream này mọi thắc mắc của em nha. Chào Linh Trang nha, em muốn cắt mí. Ok em nha. Thì giá cắt mí bên bác sĩ là 10 triệu đồng nha em. Thì bao gồm là tách lấy bọng mở mắt và cắt da dư nếu em có nha, đồng thời tạo cái nếp mí mới cho mình nha. Thì em ơi, em hãy gửi hai tấm hình về mí, cái mắt của mình cho bác sĩ nha. Bác sĩ sẽ coi mình cần phải làm gì nha và đặt lịch cho em nha. Chào Thanh Thí Phạm, em bị cơ địa lồi, nếu lấy sụn làm mũi thì có bị lồi thịt không? Và mũi em đã có sửa một lần, nếu làm lại thì phải như thế nào? Thì em ơi, thì mũi sửa lại bên bác là giá 45 triệu đồng nha em. Thì cơ địa em có bị lồi nhiều không vậy em? Thank you.
Mọi người ơi, mọi người có ai share cái livestream này cho bác sĩ chưa? Mọi người có share thì hãy chụp màn hình lại và gửi về trang fanpage của bác sĩ nha. Bác sĩ sẽ căn cứ vào đó và khuyến mãi cho các bạn nha. Chào Thanh Thí Phạm nha. Chào Thanh Thí Phạm nha, em hãy inbox vào trang fanpage của bác sĩ nha, bác sĩ sẽ tư vấn trực tiếp tại đó cho em nha. Mũi đẹp quá, bác sĩ cảm ơn Uyên Uyên nha. À, đợi chút xíu, hơi đau. Đau chút xíu. Thế nhà có vệ sinh gì không em? Dạ có, em cũng làm vệ sinh em bôi thuốc. Hơi đau hả? Ở trên này đau hứng sữa đó. Chắc như vẫn còn mấy muối. Một muối thôi. Một muối ngán. Muối đó nó nằm ở trong cái thịt non đang lành quá. Nên khi em kéo nó đau chứ không phải là... Em xem tí rồi em nhắn tin sao. Ok, cảm ơn em nha Phương. Mũi đẹp quá, tư vấn cho em inbox với nha. Ok, em hãy inbox vào trang fanpage của bác sĩ nha, bác sĩ sẽ trả lời liền cho em nha. Chào My Lâm nha, em muốn làm dịch vụ gì bác sĩ sẽ tư vấn trực tiếp tại cái livestream này nha. Nếu mà có câu hỏi thắc mắc nào thì cứ comment vào đây nha, bác sĩ tư vấn kỹ cho em nha. Chút xíu. Mọi người có ai thích dán mũi này không? Nếu thích thì hãy chụp lại màn hình nha và gửi về cho bác sĩ nha, bác sĩ hứa sẽ làm đẹp cho các bạn nha. Thì mũi mỗi người mỗi khác nhau, nhưng mà cái form là giống nhau. Thì khi mà làm cấu trúc thì bao gồm dán lờ lai và ớt lai, thì thuộc vào cái dán mũi cũng như là cái mong muốn của mình mà bác sĩ quyết định ha. À, bác sĩ ơi, có cần em chụp ảnh gửi bác sĩ xem sóng mũi của em không? À, cần nha em, thì em hãy chụp một tấm thẳng, một tấm nghiêng bằng camera thường. Bác sĩ sẽ nhìn vào đó và tư vấn kỹ hơn cho em nha. Thì chào Phương nha, mũi em đã sửa qua lần nào chưa em? Thì Phương ơi, bác sĩ đã nhắn tin cho em rồi, em hãy kiểm tra trong tin nhắn nha. Tới chị nào vậy?
Thì xin chào cả nhà nha. Mình kết thúc live stream cho khách hàng này cắt chỉ nha. Thì mọi người có hỏi nào thắc mắc nào thì cứ comment vào đây nha, hoặc có thể inbox vào trang fanpage của bác sĩ nha. Bác sĩ sẽ trả lời cho các bạn trong thời gian sớm nhất nha. Xin chào cả nhà nha.